Vâng, em chỉ xin chào tất cả các bác nha. Tối nay em giới thiệu các bác những con đẩy boss và cover về được 4 em. Cover BM700, BM900 và BM1201 và BM1004 khủng long. Và boss thì về được 2 con boss 1006 series 6, một con xuất châu Âu điện 200 2D 204 và một con nội địa điện 110 nha. Toàn là hàng đẹp, hàng tuyển long lanh cành đào hết cho tất cả các bác nha. Và sau đây em mời các bác cùng xem mặt tiền cũng như độ đẹp của nó nha. Đây là hai con boss 1006 series 6 nha bác, 1400W. Con này là điện 220-204 xuất Âu, còn này là hàng nội địa nha các bác, điện 110, đều đồng giá là 15 triệu nha. Boss 1006 series 6 giá 15 triệu bao gồm phí ship, được tặng kèm bộ da ba lăng nha. Các bác mua đẩy bên em đều được tặng kèm một bộ da ba lăng để các bác kết nối từ vang xuống. Và đây là con cover BM700 1300W. Con này giá 11.500.000 nha các bác. Và đây là khủng long cover BM1400 dòng Pro 1800W, giá 17 triệu. Thì con cover BM1004 là nó y chang con boss 1008 series 6 các bác. Rồi đi đến những dòng BM900 1200W, con này giá 11.500.000 bằng giá con BM700. BM1201 1400W chạy 32 sò, còn con BM900 này chạy 20 sò. 1201 32 sò, con này giá 13.500.000, hàng đẹp long lanh thế nha các bác. Đây mời các bác cùng xem phía sau. Đấy, độ mới máy chắc bãi về hết nha. Đấy, những con boss mới tinh. Đây các bác yêu thích cái con nào thì liên hệ cho em nha. Boss 1006 series 6 có hai bản, bản châu Âu và bản nội địa nha. Giá 15. Cover BM700 và BM900 một giá là 11.500.000. Cover BM1201 13.500.000. Cover BM1004 giá 17.000.000.